để mình share cái màn hình rồi mình tiếp tục nha. Rồi mọi người thấy màn hình rồi đúng không? Thì bây giờ mình tiếp tục cái lệnh lúc nãy. Lệnh lúc nãy là cái lệnh slot nha. Mọi người thấy màn hình chưa? Alo. Ok, thấy rồi thầy. Rồi Ok. ok. Rồi bây giờ tiếp tục cái lệnh lại cái lệnh slot của mình. Đây, lệnh slot mình nói lại đầu tiên luôn ha. Nó sẽ có cái lệnh slot nó sẽ có bốn loại. Loại thứ nhất á là nó sẽ vẽ từ 3 điểm. Đó, điểm thứ nhất là cái tâm của cái cung này ha, tâm của cung này. Điểm thứ hai là kéo đây, là điểm thứ nhất và điểm thứ hai nó sẽ tạo ra chiều dài của rãnh slot đó. Và tích cái điểm thứ ba nữa, điểm thứ ba này là nó sẽ tạo ra cái chiều rộng này ha. Đấy, cái rãnh slot này nó chỉ có 3 điểm thôi. Và rãnh slot này là một rãnh slot thẳng ha. Thẳng. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái lệnh slot này ha. Đây. Được, kéo ra đây nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Đó, 1 2 3. Rồi, 1 2 3 ha. Đấy, cái rãnh slot này nó sẽ như thế này. Mỗi lần mình tích chuột á, nó sẽ tạo ra một điểm ha, đây nè, tích chuột nè. Điểm thứ hai nè và điểm thứ ba nè. Đó, điểm thứ ba là mình sẽ kéo ra cái độ rộng của rãnh slot này. Và rãnh slot này nó là một rãnh slot thẳng nha. Đấy. Rồi, ở đây nó sẽ có cái option đó là add dimension. Là gì? Add dimension là mình khi mà tích vào option này thì khi mình vẽ cái rãnh slot này nó sẽ tự động nó ghi kích thước cho mình luôn. Nó ghi kích thước cho mình luôn nha. Thì đây khi mình tích vào thì mình sẽ vẽ lại ha, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, mọi người thấy gì chưa? Nó sẽ ghi kích thước cho mình luôn. Đây, chiều dài của rãnh slot này và chiều rộng của rãnh slot. Đấy. Thì trong cái option add dimension này nó sẽ có hai cái option nhỏ nữa, hai option con. Đây, mình sẽ nói về hai cái option này. Thì thứ nhất á là nó sẽ cái loại thứ nhất này, mọi người nhìn thấy nè, center to center là cái chiều dài của rãnh slot nó sẽ lấy từ hai cái tâm này. Hai cái tâm cung á. Đấy. Rồi, còn loại thứ hai này là gì? Loại thứ hai này nó sẽ lấy cho mình là hai cái đầu múc của hai cung, nó không lấy tâm nữa ha, nó không lấy tâm nữa mà nó lấy hai đầu múc hai cung này. Thì để rõ hơn bây giờ mình sẽ qua cái hình này này. Đây, hiện tại mình đang ở cái chế độ thứ hai này nè, là overall length, là chiều dài ra ngoài luôn á, nó lấy hai cái đầu múc này nè đó. Nếu cũng cái hình này mình chọn là center auto center thì nó sẽ lấy từ cái tâm này đến tâm này đó, nó sẽ thay đổi chỗ này nha mọi người chú ý. Thì add dimension cái option này nó giống như là trong cái là rectangle vậy đó mọi người. Rectangle nếu mà bảng select của mọi người có thì mọi người tích vào và mọi người thực hiện thử xem ha. Đấy, khi mình tích vào đây thì mình vẽ nó sẽ ghi kích thước cho mình luôn. Những lệnh nào có cái option add dimension này là nó cho phép mình ghi kích thước trước luôn đó, mình không cần ghi kích thước, mình không cần phải vào smart dimension và mình ghi lại ha. Đấy. Rồi, đây, for construction là khi mình tích vào thì nó sẽ chuyển về cái đường centerline đó, lúc nãy như lúc nãy mình nói rồi á. Rồi đến cái loại thứ hai, loại thứ hai này là gì? Đây ha, đây loại thứ hai này nó không còn lấy cái tâm cung nữa mà nó lấy tâm của rãnh slot luôn, ngay tại giữa giữa cái chiều dài của rãnh slot nó kéo ra điểm thứ hai, rồi ra điểm thứ ba là độ rộng. Đấy, vẫn 3 điểm nhưng mà bây giờ nó không lấy hai hai cái tâm nữa mà nó lấy một cái tâm của slot và một tâm cung ha. Đấy, nó cũng giống giống thôi. Đây này, mình sẽ vẽ cái loại thứ hai này, tâm này kéo ra chiều dài này và qua chiều rộng đó. Mình đang tích vào chế độ là add dimension nó là nó ghi kích thước cho mình luôn đó, và đang ở chế độ là for construction nên là nó ghi, nó chuyển về cái đường nét đất, thì bỏ này đi thì nó sẽ chuyển về đường nét liền ha. Đấy là cái loại thứ hai. Đây mình chuyển qua cái loại này tiếp ha. Đây như này, đối với cái rãnh slot này thì mọi người có thể ràng buộc cho cái phương của cái rãnh slot đó nó nằm ngang hay thẳng đứng, hay là nó tạo với cái đường nào đó một góc bao nhiêu độ đó thì cũng được ha, mình ràng buộc lại thôi chứ không có gì khó khăn hết. Rồi tiếp tục loại thứ ba,
Lỗi thứ ba này là gì? Lỗi thứ ba này nó sẽ hơi khác hơn so với cái lỗi thứ nhất và lỗi thứ hai nha. Lỗi thứ ba này nó dành cho những cái slot mà nó cong. Đó, nó cong. Thì ở đây nó sẽ có 4 điểm cho mình, điểm thứ nhất này, điểm thứ hai và điểm thứ ba. Điểm nhất, thứ hai, thứ ba là nó sẽ tạo ra một cái đường tâm của slot đó là một cái cung. Đó, điểm thứ nhất này, điểm thứ hai là hai điểm mút này. Điểm thứ ba nó sẽ cho mình biết được là cái bán kính của cái slot đó. Và điểm thứ tư là tạo ra độ rộng nha. Đây này, mình sẽ tích vào đây. Đó, và bây giờ mình sẽ vẽ ha. Đây, tích vào lỗi thứ ba và đây nè. Bây giờ mọi người xem nè, một nè, hai là đây là cái chiều dài của slot rồi đó. Thì bây giờ điểm thứ ba này là mình sẽ nó sẽ ảnh hưởng đến cái cung, cái bán kính của cái slot đó, bán kính đường rãnh slot đó. Thì đây, nếu mình đưa ra như thế này thì cung nó dài này. Đó, điểm thứ ba mình sẽ kết ở đây. Đây ha. Và điểm thứ tư là mình kéo ra cái độ rộng. Đây. Đó. Một này, hai này, ba này, bốn này. Đấy. Rồi, nếu mình tích vào cái độ add dimension thì sao? Thì mình vẽ lại ha. Một này, hai này, ba và bốn. Thì nó sẽ ghi kích thước cho mình luôn. Đây. Cung này là bao nhiêu độ, rồi độ rộng của đánh slot này bao nhiêu, đồng thời cái bán kính của cái tâm slot là bao nhiêu đúng không? Đấy, ghi kích thước cho mình hết luôn. Rồi, đó là cái lỗi thứ ba nha. Rồi, mình sẽ qua cái lỗi thứ tư. Lỗi thứ tư của mình là đây. Lỗi thứ tư của mình cũng là 4 điểm luôn, 4 điểm, nhưng mà nó khác một tí. Là bây giờ điểm thứ một á là nó sẽ làm tâm tâm của cái cung á, tâm của cung trước, rồi điểm thứ hai và điểm thứ ba nó sẽ là độ rộng của cung, và điểm thứ tư là cuối cùng á, điểm thứ tư nó sẽ là cái chiều rộng của cái rãnh slot đó ha. Đây, khi mà mình chọn vào cái lỗi thứ tư, mình sẽ vẽ cho mọi người hình dung ha. Đây, đầu tiên mình xác định tâm của cái rãnh slot đó này, rồi tiếp theo là điểm đầu tiên của rãnh slot. Rồi mình kéo chuột, mình đưa chuột ha. Điểm thứ hai nằm ở đâu thì tùy mình, ví dụ như mình muốn nó nằm hướng này hoặc là hướng này thì mình sẽ xoay đến khi nào nó được ha. Đây đây đó, tích vào đây và mình kéo ra cái độ rộng như thế này. Đấy, thì đây nó không có điểm thứ ba, lúc nãy là mình chọn điểm này rồi kéo ra cái điểm này và cuối cùng là nó ra cái chiều rộng của slot, nhưng mà bây giờ là mình đã chọn cái tâm rồi. Điểm thứ nhất và điểm thứ hai là nó đã tạo ra cái bán kính rồi á, nó xác định được cái bán kính rồi đó. Lẽ ra là mình học cái lệnh slot này sau cái lệnh arc này, tại vì cái lệnh arc này nó cũng lấy nguyên lý là của slot, hoặc là mình có thể nói là rãnh slot này nó lấy nguyên lý của cái lệnh arc ha, nên là lẽ ra là mình phải học cái lệnh arc trước, nhưng mà mình đang đi theo cái dọc này xuống nên là mình sẵn mình nói cái rãnh slot luôn. Đấy, ở đây trong cái bài nội dung của mình á, nó sẽ có bài tập về cái rãnh slot nha. Đây, để mình mở lên. Bước đầu tiên luôn. Đây, bài tập sketch này. Mọi người đợi xíu nó load cho. Đây, ở dưới này nó sẽ có rất nhiều là slot này. Những cái bài nào nó có chữ slot á. Đây, slot 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 này. Đó là mình sẽ sử dụng là slot để vẽ nha. Rồi những bài nào nó có chữ fill này là sử dụng lại fillet. Nè, offset này. Đó, polygon. Thì tí nữa mình sẽ đi vào hết những cái bài này. Đây này. Mình sẽ mở lên một bài này ha. Đây. Giống như bài này là sử dụng rãnh slot này. Đây nữa này, đây nữa, đây nữa. Đó, thì bây giờ mình sẽ vẽ một bài mẫu đi ha. Đây, mình sẽ vẽ cái bài mẫu này. Đó, sử dụng là slot ha. Thì bây giờ mình xóa cái này đi, tắt cái file này đi luôn. Rồi, trên mặt front chọn sketch nha. Đấy, cái rãnh slot này là mọi người nghĩ là nó sẽ sử dụng cái loại thứ mấy?
Đây, mọi người sử dụng loại thư máy. Thì mình sẽ sử dụng loại thứ hai hoặc là thứ nhất đều được ha, một hai đều được. Còn slot cái loại thứ ba thứ tư ấy là slot trăm rồi nên là không được ha. Slot thứ hai là đều được. Và mọi người chú ý ở đây, góc tọa độ này nó sẽ là cái cung này nó sẽ tiếp tiến với góc tọa độ này. Đó, tiếp tiến ở đây nó giao cái cung này nó sẽ đi qua góc tọa độ. Và đồng thời cái đường tâm này này nó sẽ ngang hàng với cái góc tọa độ nha. Đấy, nên là mọi người ràng buộc đúng là nó cái hình là mình nó sẽ đen lại. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ ha. Chọn loại thứ nhất cũng được luôn, là từ điểm này. Đấy, mọi người đưa chuột vào. Đây này, mọi người giống này. Đưa vào cái tâm này này, mọi người giống như thế này. Đó, thì nó đến khi nào nó hiện lên một cái đường nét đất đấm màu xanh á thì nó sẽ giống là ngang hàng với cái tâm góc độ đỏ thì mình dừng lại, tích vào đây rồi kéo ra đây, sau đó mình đưa ra đây ha, mình đưa ra như thế này được luôn, mình không cần thiết mình phải ràng buộc là giao ha, thì tới nữa sau khi mình vẽ xong thì mình ràng buộc được ha. Nè mọi người cho cái cung này nhớ giữ Ctrl nha, rồi chọn cái góc tọa độ này, rồi thẻ Ctrl ra, chọn cho mình là Make Coincident thì nó sẽ giao lại. Và hiện tại là cái đường này nó đang đi qua ngang qua cái góc tọa độ rồi, nên là cái đường này mình không cần phải ràng buộc đi qua nữa ha, tại vì lúc nãy mình đã giống rồi á, là mình không cần ràng buộc nữa. Rồi tiếp theo mình sẽ ghi kích thước cho cái rãnh slot này thôi. Chiều dài của rãnh slot này là 200. Đây Smart Dimension này, chọn ở đây, nhập vào là 200. Đó. Rồi bán kính là R75 thì đây, nhập vào là 75. Đó là xong ha, đơn giản, rất là đơn giản luôn. Rồi đó là một bài ví dụ cái rãnh slot thẳng. Rồi bây giờ mình sẽ cái bài này là mình sẽ vẽ một cái rãnh slot nó nghiêng như thế này ha, thay vì lúc nãy mình nằm ngang thì giờ mình cho nằm nghiêng. Sau đó mọi người vẽ một cái đường mình sẽ lại làm đi thẳng đứng lên để làm cái đường giống mình ghi kích thước á. Đó, không có gì khó hết nha. Đây cũng vậy luôn, cái đường này là nằm ngang. Rồi từ cái đường này mình ràng buộc cho cái đường này là hợp với cái đường ngang này một góc 145 độ. Rồi đến với cái bài này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ cái bài này luôn nha. Thì cái bài này á, mọi người nó đang có tâm này thì mọi người nghĩ là mình sẽ vẽ cái loại thứ mấy, các ai trả lời được không? Loại thứ mấy của rãnh slot thứ ba này. Rồi thứ ba đúng không? Đây mình sẽ tắt cái file này đi. Rồi mình vẽ lại ha, chọn mặt tớ mình vẽ lại nè. Thì đối với cái bài này này, nó có tâm nha, bài này có tâm nha, mọi người chú ý nè. Thì lệnh slot mở lên, loại có tâm là loại thứ tư nha, loại thứ tư nha anh Hạnh, không phải là loại thứ ba. Đó, loại thứ tư đây, lỗ tư mới có tâm này, bác tâm của cái rãnh này, đây, đây nó có tâm này, đây, còn lỗ thứ ba nó không có, đó nên là mình chú ý nha, mình lựa chọn cho đúng. Thì đây, đầu tiên là mình vẽ tâm trước ha, tâm này, rồi đi xuống, mình rà chuột cho nó thẳng đứng này, khi mà mình rà chuột thẳng đứng rồi á, mọi người sẽ thấy một cái dấu thẳng đứng nó sẽ nằm dưới con chuột của mình á. Đó, mọi người tích vào và mọi người xoay về cái hướng này, đây như thế này đúng không? Đó, xoay về hướng này rồi kéo ra đây như thế này nha. Rồi bây giờ làm gì tiếp theo? Bây giờ mình sẽ ghi kích thước ha, ghi kích thước cho từ điểm này đến điểm này là 150 nè, theo cái phương thẳng đứng. Nhưng mà trước khi ghi kích thước thì mình vẽ thêm một cái đường centerline ở đây, từ điểm tâm này xuống cái góc tọa độ nha. Đấy, à lúc nãy mình vừa chọn cái góc tọa độ là cái điểm tâm luôn rồi nên là nó bị sai ha, thì mình xóa mình vẽ lại ở đây, chọn loại thứ hai này, loại thứ tư chứ, từ trên này ha, rồi nó xuống góc tọa độ này. Đó, rồi kéo ra đây, rồi ra đây. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường centerline từ tâm này xuống cái góc tọa độ đây ha. Đó, rồi tiếp tục mình ghi kích thước cung này, cung của cái tâm này là R300, mọi người nhập vào R300
Đó. Rồi, chiều dài, à, chiều rộng của rãnh slot này là 150 này. Thì đây. 150 nha. Đó, rồi sao nữa? Cái góc của cái rãnh slot này sẽ là 80 độ. Thì để làm là để cái kích thước cái góc á thì mọi người không cần thiết phải vẽ một cái đường ra rồi mình chọn góc ha. Đây này, ví dụ như một nếu mà ai không biết thì mọi người sẽ vẽ thêm một cái đường line này như này đúng không? Rồi mọi người chọn góc này, đây. Chọn góc này. Ghi là 80. Đó. Như này ha. Thì nhưng mà trong cái đề mình nó đâu có này đâu. Đâu có này đâu. Thứ nhất á, cái thứ nhất là mọi người khi mà mọi người vẽ rãnh slot á thì mọi người tích vào cái option là add dimension luôn thì nó sẽ ghi kích thước cho mình, thì mình chỉ cần sửa lại thôi. Còn nếu trong trường hợp mọi người không có tích vào option đó thì mọi người cũng đừng có vẽ, đừng không cần phải vẽ cái đường centerline này để làm đường ghi kích thước ha. Cái kích thước góc nó rất là đơn giản, mọi người chỉ cần tích vào ba cái điểm tạo nên góc này. Điểm thứ nhất là đây đúng không? Điểm thứ hai là góc tọa độ này, điểm thứ ba là cái điểm này thì nó sẽ tạo cho mình cái góc này. Đó, đưa xuống đây. Nhập vào là 80. Đấy thì nó sẽ đen lại ha. Đó. Nó đen lại. Rồi. Ok ha. Còn mấy bài này thì về nhà mọi người tự làm. Rất đơn giản, mọi người vẽ làm sao cho cái hình của mình nó đen lại. Chứ nếu mà nó có một cái cạnh màu xanh, ví dụ như ở đây. Nó xanh như thế này á, nó không được nha. Không được nha mọi người. Phải đen lại hết thì nó mới mới ok nha. Sketch 2D là phải đen lại hết thì nó mới đúng. Còn nếu mà nó xanh á thì mình dễ dàng mình dịch chuyển như thế này được rồi. Nên là nó không có đúng nữa, nó không còn đúng nữa. Rồi, đó là cái lệnh slot. Tiếp theo cái lệnh slot là mình muốn nói về một cái lệnh khác. Đó là cái lệnh vẽ đường tròn này, circle này nha. Circle là vẽ đường tròn nha mọi người. Đây, mình tích vào cái lệnh này thì trong này nó có rất là đơn giản, nó có hai lọ thôi. Hai lọ thôi ha. Đây. Lọ thứ nhất á, là mình sẽ lấy điểm tâm và kéo ra bán kính thì nó sẽ vẽ cho mình một cái đường tròn. Và cái lọ thứ hai là mình tích ba điểm này là giống như là một cái tam giác á, ba điểm này là ba đỉnh của tam giác á, thì một tam giác nó luôn có một cái đường tròn ngoại tiếp cái tam giác đó. Đó, mọi người học toán trong toán hình đó, nó sẽ có cái này đúng không? Đó, mình chỉ cần tích ba đỉnh này thì nó sẽ xác định được cho mình là một cái đường tròn đi qua ba cái đỉnh đó. Đó là cái loại thứ hai. Thì bây giờ mình sẽ vẽ cái loại thứ nhất ha. Đây, từ điểm này là tâm này, kéo ra bán kính này, tâm kéo ra bán kính, tâm kéo ra bán kính. Đấy, rất đơn giản. Rồi loại thứ ba, loại thứ hai này là ba đỉnh này, một này, hai này và ba. Đó, một hai ba, một hai ba, rất đơn giản. Rồi, đó là cái lệnh circle thôi. Còn những option này nó có for construction là chuyển về cái đường nét đất này. Đó, không có gì đặc biệt hết, không có gì mới hết ra. Đây. Đó, không có gì mới hết. Rồi, xóa đi. Tiếp theo là lệnh lệnh arc ha. Arc là lệnh này là mình dùng để vẽ cung. Đây. Đối với cái lệnh này nó sẽ có ba loại nhỏ. Loại thứ nhất là mình sẽ lấy là tâm này, tâm cung, rồi điểm đầu của cung, rồi điểm thứ hai là điểm đầu của cung, rồi kéo ra điểm thứ ba sẽ là điểm cuối cùng của cung ha. Đấy là cái loại thứ nhất. Bây giờ mình sẽ vẽ loại thứ nhất cho mọi người hình dung ha. Điểm tâm này, đầu tiên là mình bắt điểm tâm này, rồi kéo ra đây sẽ là bán kính, mình xác định bán kính của cung đó. Và khi điểm bắt đầu thì mình tích chuột ở đâu là nó sẽ xác định điểm ở đó. Đây, tích ở đây ha. Rồi mình muốn vẽ cung vòng qua như thế này thì mình cứ đưa chuột theo cái hướng này thôi. Bây giờ cái hướng này đến điểm nào mình cần dừng lại thì mình tích chuột cái nữa ha, thì nó sẽ tạo ra cái cung cho mình như thế này.
Đấy, sau khi tích chuột thì mọi người nhấn ESC để thoát lệnh nha. Rồi, tiếp tục lại nha. Đây, một nè, hai nè, ba. Đó, mình muốn vẽ cung như thế này nhưng mà nó đang bắt cho mình là cung rộng hơn nên là mình di chuyển chuột ngược lại như thế này ha. Đấy, cứ mình xoay miết khi nào nó sẽ tạo ra cái cung mình mong muốn là được thôi, mình tiếp chuột lại. Thì nếu mà mọi người xoay cùng chiều kim đồng hồ ngược thì mọi người xoay ngược chiều kim đồng hồ nha. Đây. Đây, đó. Đó là cái lộ thứ nhất này, lẽ ra mình học cái lộ này. Rồi mình mới qua cái lệnh slot đó, thì mọi người mới dễ hình dung. Nhưng mà lúc nãy mình đi nó hơi sai thứ tự nên là khó mọi người khó hiểu ha. Nhưng mà làm sao? Đây bây giờ mình sẽ học mình học cái lệnh hạt này rồi thì mọi người có thể hiểu được ha. Đây là cái lỗi thứ nhất. Rồi, đối với cái lỗi thứ hai thì nó khác một chút xíu. Khác cái gì? Là cái biểu tượng của lỗi thứ hai này nó sẽ có một cái cung. Nhưng mà nó chỉ có hai điểm thôi. Hai điểm thôi. Đấy, đồng thời ở đây mọi người thấy sẽ thấy một cái đường. Một cái đường màu đen đen như thế này, sẽ có một cái đường line. Là để vẽ được cái lỗi thứ hai này này thì mình cần phải có một cái đường line ở trước. Có đường line sẵn rồi mình mới vẽ được ha. Nếu mình không có đường line thì mình vẽ không được. Đấy, và cái điểm đầu tiên nó sẽ xác định cho mình là tiếp tuyến, cái đường line này nó sẽ tiếp tuyến với cái cung này à, nên là bắt buộc là mình phải vẽ cái đường line này trước, có đường line rồi mình mới tiến hành mình thực hiện cái lệnh add ha. Đây bây giờ chọn lệnh line này, mình vẽ đường line này trước này đó. Rồi và lệnh add chọn lỗi thứ hai và điểm bắt đầu của nó là điểm ngay điểm này, điểm mốc này thì mình đưa cung vẽ cung ra như thế nào. Đây bắt buộc chắc chắn là nó sẽ tiếp tuyến luôn á. Đây đó, đây là tiếp tuyến hướng ngoại ha, còn mình không thích mình đưa đưa chuột vào đây, đưa chuột vào ngay cái điểm này mình vẽ tiếp tuyến hướng này đó, vẫn là tiếp tuyến nhưng mà bây giờ cái hướng nó khác nha. Đó. Đây chỗ này đó, đó cũng là một loại vẽ cung ha, một điểm hai điểm nhưng mà bắt buộc là phải có một cái đường line làm giống. Rồi tiếp tục cái lỗi thứ ba, lỗi thứ ba này là ba điểm này, ba điểm nhưng mà nó không có xác định tâm nữa. Điểm thứ ba, điểm một, điểm hai là chiều dài của cung này, điểm thứ ba là xác định cái bán kính của cung nó luôn, giống như cái lệnh slot lúc nãy mọi người. Đấy, không có gì khác biệt hết nha. Đây mình sẽ vào chọn lỗi thứ ba này ha và mình vẽ cho mọi người xem này. Một là hai này, điểm này là mình sẽ xác định cái bán kính của cung này. Đấy, mình đưa như thế này, đưa như thế này thì nếu mà mình đưa càng hẹp như thế này thì bán kính nó càng lớn, mà mình đưa càng nhỏ này thì bán kính nó sẽ nhỏ lại ha. Đó, đây đó, một này, hai này, ba này, một hai ba đó, nó không xác định tâm ha. Loại thứ nhất là có tâm, một này, hai và ba đó, ba loại khác nhau nha. Đó là cái lệnh hạt. Rồi tiếp theo cái lệnh hạt sẽ là cái lệnh polygon. Polygon nha. Đây. Polygon này là gì? Mọi người sẽ thấy cái biểu tượng như thế này ha. Biểu tượng là một cái hình lục giác đúng không? Có 6 cạnh bằng nhau. À, thì cái biểu tượng này nó muốn nói cho mình là cái lệnh này nó cho phép mình là vẽ những cái đa giác mà có đa giác đều á, ví dụ như là tam giác đều nè, hình vuông nè, tứ giác đều là hình vuông đúng không, rồi hình ngũ giác nè, lục giác nè, bát giác nè, rất nhiều nhưng mà tất cả các cạnh nó đều bằng nhau. Đấy, thì hiện tại ví dụ như mình muốn vẽ tam giác đều thì mình nhập ở đây này cái ô parameter này nha mọi người. Đây là mình sẽ nhập số cạnh của cái đa giác đó, số cạnh của đa giác đó nha. Hiện tại nó đang là 6 này, nếu mình vẽ thì nó sẽ tạo ra một cái ngũ giác ha. Đây cái lục giác chứ, 6 cạnh là lục giác. Đây một cạnh này, hai cạnh này, ba cạnh, bốn cạnh, năm cạnh, 6 cạnh. Bây giờ mình sẽ đổi là 8 cạnh thử ha. Đấy thì đây tạo ra 8 cạnh cho mình này, không thích 8 cạnh thì mình nhập vào 4 cạnh thì nó sẽ tạo ra hình vuông. Rồi ba cạnh, ba cạnh thì nó sẽ tam giác đều đó. Rồi 10 cạnh cũng được luôn, 12 cạnh cũng được luôn. Đấy, tất cả đều là những cái đa giác đều mà. À,
Rồi, ở chỗ đây nó sẽ có hai cái option nhỏ cho mình. Đây nè. Thứ nhất á, là Inscribable Circle. Là gì? Cái option này á, là khi mình vẽ đa giác, nó sẽ vẽ thêm một cái đường tròn Inscribable này. Là nó sẽ là nội tiếp đó, nội tiếp cái đường tròn đó, nội tiếp cái đa giác. Đây, hiện tại mình đang ở chế độ là Inscribable Circle này. Thì mọi người qua đây, mọi người xem này, sẽ có một cái đường tròn như thế này, nó sẽ nội tiếp với ta cái đa giác đó. Ví dụ như hiện tại mình đang là 12 đúng không, mình nhập vào 6 thôi để cho mọi người dễ nhìn. Đây thì 6 thì mọi người sẽ thấy là có một cái đường tròn nội tiếp này, đây ha. À, nếu mà mình tích vào cái chế độ này Inscribable Circle là có một cái đường tròn nội tiếp. Rồi tiếp theo cái option thứ hai là Circumscribable Circle. Cái option này thì nó sẽ chuyển về, nó chuyển cái đường tròn, nó chuyển cái đường tròn nội tiếp về cái đường tròn ngoại tiếp ha. Đây này, khi mà tích vào đây á, thì cái đường tròn nội tiếp lúc nãy nó sẽ chuyển về ngoại tiếp. Đây này, là nó đi qua 6 cái đỉnh của cái đa giác này đó, khác nhau ha. Đây này, tích mình thay đổi để mọi người nhìn thấy ha. Đây nội tiếp này, đây là ngoại tiếp, đường tròn ngoại tiếp đa giác nha, còn đa giác thì nội tiếp đường tròn đó. Mọi người phân biệt rồi nha. Đây đây thì đối với cái loại polygon này nè, nó sẽ có những cái bài tập như thế này. Đây là những cái bài tập nào mà có chữ BOL này là polygon nha. Đây nè, một nè, hai nè, những bài này là bài tam giác này, đây là ngũ giác này đó. Rồi lục giác như này, nó chỉ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài thôi, 6 bài polygon thôi. Thì bây giờ mình sẽ vẽ mẫu cho mọi người một bài. À, ở đây là Chiến, Chiến đã có cái file bài tập này rồi, thì về nhà làm nha. Đó thì mình sẽ vẽ mẫu cho mọi người một bài, bài này đi. Bài này là tam giác đều đúng không? Tam giác đều thì bây giờ mình sẽ vẽ ha. Đây, tam giác đều, cái góc tọa độ là cái đỉnh, góc tọa độ là cái đỉnh của tam giác ha. Thì bây giờ qua select xóa này đi, delete đây. Rồi bây giờ mình sẽ chọn lại cái là red lệnh polygon, nhập vào tam giác, là nhập vào ba cạnh, enter. Đấy rồi, ở đây là gì, cái đường tròn này là nội tiếp tam giác, thì mình tích vào cái chế độ là Inscribable Circle. Rồi đầu tiên thì mình sẽ chọn tâm, rồi mình kéo ra cái góc tọa độ ha. Đây, tại vì cái đỉnh này nằm ngay chỗ góc tọa độ mà, kéo ra đây đó, thì nó sẽ tạo ra cái tam giác như thế này. Rồi bây giờ mình chỉ cần mình ghi kích thước nữa thôi, mình ghi kích thước và mình ràng bộ cái góc này này. Ở đây nó sẽ có hai cái đường centerline, cái đường này này, đường centerline này là cái đường nằm ngang nha, mọi người ràng bộ nằm ngang, và từ tâm này kéo lên đỉnh này. À, thì bây giờ mình chọn là centerline đã. Rồi mình vẽ từ tâm này kéo lên đỉnh này. Rồi một này, rồi tiếp tục từ tâm tam giác kéo ra đây. Mọi người rè rè con chuột của mình đó, cho đến khi nào nó bắt cái dấu nằm ngang nha. Đây bắt cái làm một nằm ngang, cái nền màu vàng vàng đó mọi người đó, một cái đường màu nằm ngang đó. Đây đó. Rồi sau khi mình vẽ cái đường này nằm ngang thì nó có ra một nằm ngang cho mình đúng không này. Bây giờ mình ghi kích thước nè, kích thước góc này là 100, nhập vào chọn hai cạnh này, đưa vào góc này là 100 đó. Rồi cạnh dài này sẽ là 150 đây ha, 150 này. Rồi sau nó quay lại nhỏ như thế này, thì tại vì lúc nãy mình vẽ cái polygon á, thì cái tỷ lệ nó đang to, nên là khi mình vẽ cái tam giác này, nó đưa về cái tỷ lệ nhỏ thì nó sẽ zoom nhỏ cái hình của mình về á. Và đồng thời chỗ này, cái đỉnh này nó chưa có ràng buộc giao với cái góc tọa độ này, nên là bây giờ mình sẽ ràng buộc lại ha. Đây chọn đỉnh và chọn góc tọa độ mark coincident, thì cái hình mình nó sẽ đen lại. Đây mọi người sẽ thấy ha, kéo cái đường centerline này về đây, thế này về đây, và cái góc này mình đưa vào nhỏ lại.
Đây. Nói như thế này nha. Đó là sẽ hoàn thành cái đề bài của mình. Đây, mình điều chỉnh nào, mình kéo những cái kích thước này mình điều chỉnh lại ha. Đây, có thể kéo đi bất kỳ vị trí nào. Đó, rộng hẹp gì đó thì tùy mình. Đây, là cái đề bài của mình xong ha. Đấy, nó đơn giản chỉ có nhiêu đây thôi. Rồi, những cái bài này nó cũng tương tự thôi, không có gì khó khăn hết. Chủ yếu là về nhà mọi người luyện tập cái cách mà ràng buộc á. Những cái bài này nó rất là đơn giản, chỉ có cái ràng buộc là nó hơi khó xíu, là mọi người chú ý chỗ này đó, mọi người làm hết cái phần này là ok rồi, ổn á, không có gì khó hết á. Rồi thêm một lệnh mới nữa, sau khi cái lệnh polygon này rồi thì sẽ đến cái lệnh SPLine. Đây, so cái này này. SPLine là gì? Biểu tượng của nó sẽ là một cái đường cong ha. Đây, cái đường cong này. Đây, đường cong hình chữ giống như là hình chữ N vậy đó. Thì mình nhìn cái biểu tượng mình còn đoán được là cái lệnh này dùng để vẽ cái đường cong. Đây, khi mình chọn lệnh này đúng không? Mình sẽ tích ở đây một điểm này, hai điểm, ba điểm, bốn điểm, năm điểm, sáu điểm. Đó, tích bao nhiêu điểm thì tùy mình, là nó sẽ tạo ra cái đồ kèm như thế này. Đấy, lần này nó không không có gì phức tạp hết, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Vẽ đường cong à, mình một mà hai này, ba bốn năm đó. Sau khi vẽ xong thì mình nhấn ESC để thoát lệnh thì nó như thế này. Rồi khi mình tích vào cái đường cong này thì nó sẽ hiện ra các cái dấu vector này. Đấy, có các cái dấu vector thì mình sẽ điều chỉnh những cái vector này để mà cái yêu cầu này nó phù hợp với cái yêu cầu của mình á. Ví dụ như mình thấy chỗ này nó cong quá thì mình có thể là mình bẻ lại như thế này đó, bẻ lại như thế này. Rồi chiều dài này đó, điều chỉnh chiều dài là chiều dài của cái cung này này đó. Đó, nên là mình điều chỉnh, nhưng mà ở trong cái phần cái 2D á nó ít dùng cái phần SPLine này lắm, nên là mình chỉ nói sơ về thôi. Khi nào mà cần sử dụng thì mình sẽ nói kỹ hơn. Đấy, cái loại này nó rất đơn giản, nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Rồi tiếp theo SPLine sẽ là cái lệnh ellipse. Ellipse đây, trên mặt top mình chọn sketch này. Bây giờ mình sẽ vẽ cái lệnh ellipse, mình chọn vào ellipse ha. Lệnh này cũng đơn giản luôn. Ellipse là mình chỉ cần tích 3 điểm. Điểm thứ nhất là điểm tâm ellipse này. Điểm thứ hai là điểm thứ hai là kéo đây. Điểm thứ ba là mình sẽ xác định cái độ rộng của ellipse. Đây, hình này. Ví dụ như mình muốn kéo dài ra như thế này cũng được ha. Thứ ba này. Đó, nó sẽ tạo ra một cái ellipse như thế này. Một này nha. Hai này. Ba này. Đó, một, hai, ba. Một, hai, ba. Như này nha, clip cũng đơn giản luôn. Và mọi người có một cái lưu ý cho mọi người nè, khi mình vẽ cái hình cái circle này, khi vẽ circle đúng không, vẽ nó được tròn như thế này đấy, nhưng khi vô tình mọi người thao tác, mọi người thao tác vẽ cái này vẽ kia xong cái mọi người tích cái con lan chuột á, tích con lan chuột và mọi người di chuyển, thì đây mình sẽ tích và mình di chuyển cho mọi người xem ha. Đây, di chuyển à, thì mình thấy gì xảy ra không? À, thì nó cái mặt này nó sẽ bị di chuyển mà mặt này. Đấy, thì cái hình tròn của mình nó đưa về cái hình elip luôn à, đưa về hình elip thì mình di chuyển cái mình tích chuột giữa mình di chuyển á, là nó sẽ thay đổi cái hướng nhìn vào cái mặt này ha. Ví dụ như cái mặt mình đang vẽ là cái mặt front, nhưng mà khi mình di chuyển như thế này thì mình không còn nhìn trực diện vào, mình nhìn vuông góc vào cái mặt front nữa mà mình nhìn xéo, nên là cái hình tròn của mình bây giờ nó sẽ là cái hình elip. Nên là mọi người chú ý ở đây, nếu trong trường hợp mọi người vô tình mọi người di chuyển như thế này, nó bị xoay như thế này đúng không, nó bị xoay như thế này à, thì cách làm để đưa về cái hướng nhìn vuông góc để mình thao tác lại thì làm sao? Mọi người bấm tổ hợp phím trên bàn phím của mình đó, là Ctrl cộng là 8, Ctrl 8 nha. Đó, Ctrl cộng số 8.
Đây thì nó sẽ quay về cái hướng vuông góc với mình khi mà mình vẽ. Đó, thì nó đưa về cái đường này là đường tròn. Đó, khi mình vẽ thì bắt bất cứ một cái hình nào á thì mình cũng phải là chuyển về cái hướng vuông góc thì mình mới dễ dàng mình vẽ ha. Đó, vuông góc, cái dấu vuông góc là mình nhìn thẳng vào, mình nhìn thẳng vào vuông góc với cái mặt phẳng mình đang vẽ, nên là mình sẽ nhìn mình dễ hình dung hơn. Chứ nếu mà mọi người để xéo như thế này, mọi người vô tình mọi người chọn cái đường tròn nhưng mà nó ra hình elip như này thì mình sẽ rất là khó để mình hình dung ha. Đấy, nên là mình muốn đưa về cái vuông góc thì mọi người bấm là Ctrl+8 nha, Ctrl+8 trên bàn phím đó thì nó sẽ đưa về vuông góc với mọi người. Rồi, đó là cái lệnh elip. Tiếp theo cái lệnh elip sẽ là lệnh fillet. Fillet nha. Thì trong trong cái bài tập đó nó có bài tập của lệnh fillet này. Đây đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Bài này nó hơi khó nha mọi người. 5, 6, 7, 8, 9. Đó, lệnh fillet nó rất là quan trọng nên là nó sẽ có nhiều bài tập. Thì bây giờ mình sẽ giảng nó cái lệnh fillet. Và mình sẽ giải một số bài tập mẫu để cho mọi người dễ hình dung về cái loại fillet nó như thế nào nha. Loại fillet của mình nó sẽ là có chức năng là bo cung đó mọi người. Bo cung nha. Đây mình sẽ vẽ các hình chữ nhật để mình dễ giảng cho mọi người. Như này nha. Đây mình có các hình chữ nhật này. Thì cái lệnh fillet của mình là nằm ở đây ha, sketch fillet này là nó sẽ bo cung những cái góc này, ví dụ như những góc vuông này thì nó sẽ bo cung ha. Đấy, khi mọi người tích vào đây thì nó sẽ hiện lên cái lệnh như thế này. Ở đây fillet parameter là gì, là mình sẽ nhập vào cái bán kính cung mà mình cần bo. Ví dụ như hiện tại nó đang là 10 đúng không, mình để như thế này nha, để 10 như thế này. Rồi mình tích chọn một cái đỉnh. À, thì hiện tại là cái cung này nó rất là nhỏ, tại vì cái tỷ lệ của cái hình chữ nhật này nó kích thước lớn mà mình fillet 10 thì nó rất là nhỏ, thì mình nhập vào 100 thử ha. Đấy thì 100 mà nó hơi xíu này thôi. Rồi nhập vào 200 cũng được luôn. Đây nhập vào 200 ha. Rồi khi mình nhập vào 200 thì mình bắt đầu mình chọn cái entity to fillet đây nè, là mình chọn góc nào thì nó sẽ hiện ra góc đó ở đây nha. Đây này, ví dụ như mình muốn fillet góc này thì mình đưa chuột vào cái đỉnh này, cái đỉnh này mình chọn này, fillet. Đấy, tiếp tục đưa chuột vào đỉnh này, fillet này. Rồi, hoặc mọi người nếu mọi người không thích chọn đỉnh thì mọi người có thể là chọn hai cạnh tạo nên cái đỉnh đó nha. Đây này, ví dụ như mình muốn fillet góc này đúng không? Mình không chọn đỉnh này. Thì mình chọn là một cạnh này, hai cạnh này. Đó, thì nó cũng cho phép mình fillet góc này ha. Đấy, một này, hai này. Đó. Đấy là fillet. Rồi nếu mà ok thì mọi người bấm enter. Xong rồi mọi người tiếp tục nhập cái bán kính khác, ví dụ như là 300, enter. Rồi tiếp tục fillet ha, chọn đỉnh này. Đó, ok. Rồi mình ok một lần nữa để mình thoát lại fillet. Thì đó là cái fillet của mình. Đối với cái fillet á, thì nếu mình fillet một lần á, mình chọn bao nhiêu cái đỉnh á, thì nó sẽ gộp những cái kích thước đó lại với nhau. Ví dụ như lúc nãy mình fillet đỉnh này đúng không? Đỉnh này, trong một lần. Đó, trong một lần. Thì nó sẽ ghi cho mình là một cái kích thước 200 này thôi. Nhưng mà nó sẽ có dấu ràng buộc cho mình này. Đây, dấu ràng buộc equal này. Tiếp vào đây thì cung này nó sẽ sáng lên và nó hiện ra cái dấu ràng buộc ra này. Đây, là chứng tỏ hai cung này bằng nhau đúng không? Rồi ở đây nó còn có dấu bằng này. Sáng hai công này lên là hai công này bằng nhau. Rồi đây là hai công này bằng nhau. Đến đây thì những công này nó công này bằng công này, công này bằng công này, công này bằng công này, thì nó sẽ theo tính chất bắt cầu á, cuối cùng á các tất cả các công này nó đều bằng là 200 hết á, nên là nó chỉ ghi một cái kích thước nhìn ha. Nếu mọi người muốn ghi từng cái kích thước, ví dụ như mình muốn fillet nhưng mà mình ghi kích thước cho từng cái góc fillet luôn thì làm như thế này nha. Mình nhấn Z nè để mình quay lại. Đây mọi người chọn fillet nha. Rồi nhập vào là 200 đi, enter. Rồi chọn một này,
2 này, 3 này. Nếu mọi người ok thì nó sẽ ghi cho mình một cái thôi. Cái cuối cùng á, cái cuối cùng mình chọn á, nó sẽ ghi kích thước ở đấy. Còn nếu mọi người không cần chấm dứt lại ha. Đây, quay lại này. Mọi người muốn muốn quay về cái trạng thái ban đầu á, lúc chưa fill data thì mọi người bấm tổ hợp phím là Ctrl Z nha, Ctrl cộng Z. Đó thì nó sẽ quay lại, nó tua lại cho mình. Đó, khi ví dụ cho mọi người làm sai cái gì đó thì mọi người bấm Ctrl Z để nó tua lại nha. Đấy, thì bây giờ mình chọn fillet nè. Đây, ở đây nó sẽ có một option đó là dimension is fillet, là nó sẽ ghi kích thước cho mỗi cái fillet luôn, mình chọn là nó sẽ ghi luôn. Thì đây nha. 1 rồi. 2 nè. 3 nè. Nếu mình không tích vào đây thì nó sẽ ghi cái kích thước cho cung này đúng không? Và nó ràng buộc cho những cung này bằng nhau. Còn bây giờ mình tích vào thì mình sẽ như thế nào. Đấy, thì nó sẽ hiện cho mình là từng cái góc fillet này luôn. Đó, từng góc fillet nha. Thì ở đây này, mình giải bài tập này. Đây, đối với cái bài này thì mình sẽ vẽ cái fillet này này, thì mình sẽ vẽ sau cùng nha. Hôm trước mình đã nói về cái nguyên tắc để vẽ hình 2D á, sketch 2D á mọi người, là bước cuối cùng là bước fillet á. À, nên là hôm nay mình học cái lời fillet là mình sẽ nói ha. Fillet là mình đừng, đầu tiên mình đừng có vẽ những cái góc fillet như thế này thì nó rất là khó. À, mình đừng có lấy cái này mình vẽ cung ha, rất là khó. Những cái cung này này thì tí nữa khi mình vẽ xong thì mình chọn fillet á thì nó sẽ nhanh hơn là mình vẽ ở đây, mình vẽ cung ở đây rồi vẽ đường line ở đây rồi vẽ cung ở đây thì nó lâu, rất là lâu. À, và nó không cái ý tưởng nó không có hay ha. Đấy, thì đối với cái hình này mình sẽ phân tích, bước đầu tiên là mình sẽ phân tích và nhớ biểu dạng. Thì mình đừng có fillet những chỗ này ha. Thì bây giờ mình sẽ phân tích và mình nhớ biểu dạng. Mình phân tích là cái hình này nó sẽ từ góc độ này, nó xuất phát từ góc độ này lên đây luôn, mình vẽ đường thẳng luôn. Đó, mình vẽ đường thẳng là lên đây, qua đây, xuống, qua, xuống, qua đây, xuống đây, vào, đi về cái góc độ. Đó. Rồi, đó là mình phân tích. Còn sau khi mình vẽ những cái này rồi, những vẽ những cái đường thẳng này rồi, rồi mình sẽ bước thứ hai là mình sẽ ghi kích thước và mình ràng buộc. Mình tiến hành mình ràng buộc. À, cạnh nào thẳng đứng là mình cho thẳng đứng, cạnh nào nằm ngang là cho nằm ngang. Đấy. Rồi, kích thước là bao nhiêu mình nhập vào. Thì sau khi mình ghi kích thước lại rồi thì bước cuối cùng mình mới tiến hành mình fillet nha. Đấy, fillet là sau cùng. Rồi bây giờ bắt đầu mình vẽ ha, vẽ biên dạng này. Thì mình sẽ nhớ biên dạng trước là từ đây lên đây, qua, xuống, đi qua, xuống, đi qua, rồi, xuống, quay lại đây. À, thì bây giờ mình quay lại solid, mình vẽ ha. Tắt cái này đi. Rồi, trên mặt right này, chọn bất kỳ mặt nào cũng được luôn, trên mặt right chọn sketch nha. Đây, thì bây giờ, chọn lên line, mình sẽ vẽ nha. Từ dưới này đi, thẳng lên trên, mình vừa vẽ, mình vừa giống cho nó thẳng luôn. Để tí nữa mình khỏi gần cái kích thước. Đấy, đi qua đây. Đi xuống đây. Đi qua. Đi xuống. Đi qua đây. Rồi đi xuống này. Đó, đi qua đây. Như thế này nha. Đã xong cái biểu dạng của mình rồi. Đó, rất là đơn giản. Và những cạnh này mình vừa vẽ, mình vừa ràng buộc cho nó luôn rồi. Mình giống cho nó ràng buộc luôn rồi. Nó là mình không phải ràng buộc lại. Và bây giờ mình chỉ cần cái kích thước thôi. Kích thước tổng chiều dài này sẽ là 600. Đấy, thì mình chọn cái cạnh này luôn, kéo ra đây, nhập vào 600. Đó. Nội tiếp theo, chiều cao này là 250. Đây nha. Đó. Rồi sao nữa? Rồi cái cạnh này là bao nhiêu? Cạnh này là sẽ là 230. 230 cạnh này. Thì mình chọn cạnh này luôn. Nhập vào 230. Đó. Rồi tiếp tục là từ cái cạnh này này, từ cạnh dọc này này. Qua đến cái cạnh dọc này là 330. Đây ha, chọn cạnh này. Rồi chọn cạnh này. Kéo lên đây là 330. Đó. Rồi tiếp tục. Còn có thứ nào nữa? Ở đây. Cạnh dọc này sẽ là 80 và cạnh này là 80 nữa là ok ha. Xong. Là cạnh này nhập vào là 80. Đó, rồi cạnh này nữa cho là 80.
mọi người chú ý cho mình là đừng có ghi kích thước thừa ha. Ví dụ như cái chiều cao này cả tổng là 250 rồi, thì cạnh này 80, cạnh này 80 thì cái cạnh này là bao nhiêu? Lấy 250 trừ cho 80, trừ cho 80 thì nó sẽ ra cạnh này ha. Chứ mình đừng ghi cái này đã 250 rồi mà mình ghi 80 80 rồi mình tiếp tục mình ghi cái kích thước này nữa là 90 á, thì nó sẽ báo lỗi cho mình á, báo lỗi là dư kích thước á. Đó, báo lỗi. Đây là ok rồi ha. Cái hình mình nó đen lại rồi nè. Đó, đen lại rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình fill led nha. Fill led là mình sẽ dùng đến bước cuối cùng. Ở đây, fill led góc này là 90, góc này là 90. Thì mình nhận thấy hai cái fill led này nó bằng nhau. Hai fill led này bằng nhau thì mình sẽ làm một lần luôn. Đây, chọn fill led nha. Nhập vào là 90. Đó, rồi mình đây, ở đây là mình phân tích là nó sẽ ghi kích thước cho hai cái góc này luôn. Hai này luôn. Nên là mình sẽ tích vào cái chế độ là Dimension Fillet là nhập vào kích thước cho mỗi góc. Đấy, thì sau khi mình nhập kích thước rồi, mình lên cái ô này, mình chọn góc này, một này, hai này. Đó, thì sau khi mình bấm Fillet nó sẽ hiện lên những cái đường màu vàng vàng này này. Đó, ok nha. Rồi, xong. Nó sẽ hiện lên ở đây. Rồi tiếp theo là gì nữa? Có ba cái đỉnh này này. Một này, hai này, ba này. À, ba đỉnh này là 3 nhân R30, mọi người thấy không? Là ba đỉnh này nó sẽ bằng nhau luôn, là bán kính nó cùng bằng là R30. Cùng bằng R30 nha. Thì bây giờ mình sẽ làm một lần. Vậy mình bỏ cái chế độ X Fillet rồi đi. Nhập vào là 30. Đó. Nguyên kích thước này. Chọn một đỉnh này. Đây. Hai đỉnh này. Bây giờ mình không muốn chọn đỉnh mà chọn cạnh này. Đấy, ba. Ok. Đấy, thì nó sẽ ghi kích thước cho mình như thế này nha. Thoát cái lệnh fillet luôn. 1 này, 2 này, 3 này. Và cuối cùng nó sẽ ghi kích thước cho mình là R30 ở đây. Đó. Cái đỉnh nào mình tích chuột cuối cùng á, là nó sẽ ghi kích thước ở tại cái đỉnh đó nha mọi người. Đó. Nên là mình cái đề mình á, nó ghi ở đây. Thì lúc nãy á, mình chọn là đỉnh này. Và cuối cùng là mình chọn đỉnh này thì nó sẽ ghi ra 30 ở đây thôi. Không có gì khó hết. Rồi, ở chỗ này nè, mọi người sẽ thắc mắc cho mình là mọi người sẽ cảm thấy thắc mắc là tại sao nó ghi là 3 nhân R30 mà ở trong cái mình vẽ thì nó có R30 thôi, nó không có 3 nhân R30. Đấy, thì chắc chắn các bạn sẽ ý kiến là như thế. Thì bây giờ mình sẽ giải đáp ở chỗ này luôn để mọi người có gặp, mọi người có muốn ghi là 3 nhân R30 thì mọi người thực hiện ha. Đây, để mình chỉnh cái số đó thì mọi người vào đây ha, mọi người đưa chuột vào cái đường giống kích thước này, đưa chuột vào cái đường giống nha, đưa chuột vào đường giống, đến khi nào cái đường này nó hiện ra màu cam thì mọi người tích vào đó, thì bên này nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này. Đấy, mọi người lưu ý nha. Rồi, ở đây nếu mọi người đưa vào cái số này đúng không, mọi người tích vào thì nó sẽ cho phép mình là chuyển về cái chế độ là mình đổi số, ví dụ như 40 nè, nhập vào 40, enter đó, thì cái bán kính nó sẽ thay đổi đó. Nếu mà mình tích vào số 30 thôi đấy, nếu mình tích vào số thì nó sẽ cho phép mình đổi ha. Còn đây mình bắt buộc là mình phải tích vào cái đường giống kích thước khi mà mọi người ghi kích thước á. Mọi người kích thước là mọi người có cái đường giống này, mọi người tích vào, đến khi nào nó hiện lên màu cam thì mọi người tích vào đây ha. Thì cái bảng dimension nó hiện ra mọi người vào xuống đây ha, cái ô dimension test này này, đây dimension test ha, nó đang có chữ là r rồi dim ở đây sẽ là kích thước, ví dụ như mình ghi cái cung nó là 30 thì cái dim này nó sẽ là 30. À, hiện tại là R dim đúng không? Là ở đây là R30 á. À, mình muốn nhập vào là 3 nhân R30. Thì mình vào đây ha. Mình nhập ở trước đây. Nhập này, nhập tới bàn phím luôn. Mình đưa chuột đến trước này, đưa chuột đến trước chữ R mình nhập vào 3. Rồi, dấu x. Dấu x là biểu thị dấu nhân á. Đó thì mọi người sẽ thấy nó thay đổi ở đây này. Cách ra này. À, 3 nhân R30 nằm ở đây. Nha. 3 nhân R30. Rồi, không thích là mình có thể làm số đây mình nhập là 4 nhân R30. Đó, nhân R30 như thế này. Rồi ha.
Rồi, đó là cách ghi là bao nhiêu. Cách ghi bao nhiêu cung, ví dụ như máy nhân R bao nhiêu đó. Thì mình sẽ sửa ở đây ha, dimension test này này. Rồi, một cái lưu ý nhỏ nữa, ở đây nữa. Đó là trong cái trường hợp này. Cái trường hợp này này, R90 này. Cái kích thước của nó sẽ ghi theo cái đường xẻo này. Đó, ghi theo đường xẻo này. Nhưng đối với 3 nhân R30 thì nó ghi theo cái phương cái đường nằm ngang này, cái đường giáo nằm ngang. Đấy, thì bây giờ mình muốn đổi từ cái đường chéo này về cái đường nó xéo lên đây, nhưng mà nó ghi nằm ngang này, để mình dễ đọc cái kích thước, mình dễ đọc cái số đó. Thì mọi người làm như sau đây nha. Hiện tại nó đang nằm xéo này. Đấy, thì mọi người qua cái thẻ là leader, nó đang ở thẻ value này nha. Đó, đang ở thẻ value để mình nhập vào là 3 nhân R30 đó. Thì mình qua cái thẻ leader nha. Ra leader. Rồi, tích vào cái option là custom test position nha. Tích vào đây. À, tích vào đây thì nó sẽ hiện ra ba cái option cho mình. Rồi, hiện tại mình đang ở cái option thứ nhất này. Đó là nó nằm xéo, rồi mình sẽ chọn cái loại thứ hai. Đây, chọn loại thứ hai. Thì nó sẽ đưa về cái phương ngang nha, 3 nhân R30. Đấy, và cái số kích thước của mình nó sẽ nằm trên cái đường giống này. Trên đường giống, và mình chọn loại thứ ba thử ha. Chọn loại thứ ba thì nó nằm xéo. Và cái kích thước của mình nó không còn nằm trên đường giống nữa. Loại thứ nhất và loại thứ ba nó khác nhau nha. Loại thứ nhất này, đấy, kích thước nằm trên cái đường giống này, loại thứ ba này kích thước nó nằm ngoài đường giống, nó không còn nằm trên nữa. Rồi còn loại thứ hai là nó sẽ đưa về cái phương nằm ngang đó. Ok này, như thế này được chưa? Rồi mình cần chấm dứt lại, cần chấm dứt lại để mình quay lại ha. Đây, quay lại lúc chưa phiêu đấy. Và mình làm ra đúng cái đề luôn nè. Là cái chỗ này là 3 nhân R30. Thì ở đây tôi chọn fillet led nha. Rồi, nhập vào 30. Và ở đây là mình chọn đỉnh này. Đó, đỉnh này. Rồi đến cuối cùng là mình mới chọn đỉnh này. Đó, thì nó sẽ ghi kích thước ở đỉnh này nè. Ok. Rồi, thoát luôn. Đấy, thì ở đây mình tích vào cái dấu cái ghi kích thước này. Đó, nhập vào từ bàn phím luôn, 3 nhân 3 nhân R30 này. Rồi qua thẻ leader, tích vào custom test position, sau đó chọn cái loại thứ hai là broken leader này. Đây, thì nó sẽ đưa về cái phương nằm ngang này. Ok, thì bây giờ nó giống như cái đề này. Đó, những cái kích thước này mình có thể đưa vào đây. Đó, đưa vào đây như này. Hoàn thành ha. Rồi, đó là cái bài này. Rồi ở đây mình sẽ có một cái lưu ý nữa ha. Lưu ý ở đây nữa này. Để mình vẽ cái lệnh circle, mình vẽ cái đường tròn này nha. Rồi mình sẽ ghi kích thước cho cái đường tròn. Ở đây là mình sẽ cho là 100 thôi. 100 thôi, là như thế này. Đây, mọi người sẽ thấy là hiện tại nó đang match cho mình cái kích thước là phi 100. Đó. Rồi, có một số trường hợp mọi người không thích phi, mọi người muốn chuyển về cái bán kính, muốn chuyển về cái chế độ bán kính á, thì mọi người làm như thế này nha. Nè, mọi người cũng tích vào cái đường giống kích thước này này. Đó, tích vào đây. Rồi, vẫn qua cái leader nha, qua leader. Leader. Đấy, thì ở đây này nó sẽ có chế độ là radius này mọi người. Radius này mọi người tích vào đây thì nó sẽ chuyển về bán kính là R50 này. Đó, nếu mà mọi người chọn là diameter là đường kính thì nó sẽ lên là phi 100 nha, phi 100. Rồi, chọn là bán kính thì R50 nó sẽ tự chia cho mình luôn, tự chia hai cho mình luôn, chứ mình không cần phải là mình tính chia hai ha. Đấy, ok. Đó là cách ghi kích thước chuyển từ R qua, tôi chuyển từ phi qua R. Rồi đó là với cái lệnh fillet này, này nó sẽ có một số bài như thế này. Đấy, thì về nhà mọi người làm nha, mọi người làm những cái bài này. Nếu trong trường hợp bài nào khó, trong trường hợp bài nào khó thì mọi người không biết làm, mọi người có thể gửi tin nhắn lên trực tiếp lên trên Zalo hoặc là trên Skype, thì mình hoặc là các bạn khác, bạn nào biết á thì các bạn sẽ hướng dẫn ha, các bạn sẽ chỉ. Hoặc là nếu mà trường hợp mà mình chỉ rồi mà các bạn không hiểu nữa thì buổi hôm sau á
Mình sẽ giải lại cái bài đó cho mọi người ha, mọi người có thể biết chứ mình không có bỏ qua ha. Đấy. Rồi đây thì mình sẽ làm thêm một cái bài này nữa ha, làm thêm một cái bài này nữa. Và mình sẽ chuyển qua một cái nội dung mới. Đó, đối với cái bài này thầy cũng phân tích theo 3 bước thôi. Bước thứ nhất là nhìn hình, nhớ biên dạng và vẽ lại. Bước thứ hai ràng buộc và ghi kích thước, và bước cuối cùng là fillet hoặc là chamfer. Đấy. Đối với cái bài này ha, đây 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 thì mình sẽ phân tích là từ góc của đó này mình sẽ vẽ những cái đường line này lên đây, qua đây, lên đây, đó, xuống đỉnh này, rồi qua đây, rồi lên đây. Đấy, còn những cái góc fillet này thì tí nữa mình sẽ làm sao, đó, những fillet này mình sẽ làm sao, bắt buộc là fillet là mình làm sau cùng nha, khi cái hình mình nó đã đen lại hết rồi thì mình mới fillet nha. Ở đây nè, góc này là không phải là góc vuông nha mọi người, không phải góc vuông, nên là mọi người chú ý đừng có ràng buộc là vuông góc khi mà mọi người vẽ cái đường line lên như thế này này. Đấy, nó sẽ hiện lên một cái đường màu vàng vàng á, những cái đường giống màu vàng vàng á, thì mọi người đừng có dạy mà giống vào cái đường đó thì nó sẽ bắt vuông góc cho mình đó, khi mình ghi kích thước là nó sẽ bị sai. Nếu mọi người mà rành á thì mọi người biết là nó giống vuông góc thì mọi người xóa, còn nếu ai mà không chưa có rành á thì có thể là mọi người bị mất thời gian cho cái chỗ đó lắm á, mình phải dò được là nó bị sai chỗ nào. Thì bây giờ mình sẽ vẽ lại cái biên dạng này ha, từ cái góc độ này nè, dễ xéo lên đây xuống đây, rồi để xem thử là hai cái này đường này nó có song song hay không nha, cái đường này và cái đường này, đấy, nó có song song hay không thì tí nữa mình vẽ mình suy luận ha. Còn khi mình vẽ biên dạng mọi người cũng đừng có giống cho nó song song luôn, đừng giống cho nó song song, thì mà tí nữa mình mới ràng buộc lại. Còn nếu mà nó giống nó song song á nhưng mà thật sự của nó là không song song thì mình phải xóa đi thì nó rất là mất thời gian. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vẽ lại cái hình này, mình thoát cái ra đi. Rồi bây giờ trên mặt run này, chọn sketch này. Đó, rồi vẽ như thế này, chọn là line nha, xéo lên đây. Đây này, khi mọi người đưa chuột như thế này á, nó sẽ giống vào những cái đường vuông góc này, thì mọi người đừng có dạy mà giống vào này ha, thì nó sẽ bắt vuông góc đấy. Mình sẽ bắt xéo xuống đây nha, mọi người nhấn trên bàn phím tổ hợp phím là Alt Tab để chuyển qua hai cái tab nha, đó chuyển qua này, qua đây mình sẽ nhìn nó nhanh hơn, nó thao tác nó nhanh hơn khi mà mọi người tích chuột vào đây. Ví dụ như mọi người vẽ không nhớ, mọi người tích vào đây đó, rồi mọi người tích lại thì nó rất là lâu. Nên là mọi người bấm là Alt càng tab để chuyển qua hai cái tab nha. Đây, cái xuống này, rồi lên đây. Hiện tại ở đây này. Đó, nó sẽ bắt vuông góc cho mình này. Khi mọi người đưa lên đây. Đưa lên đừng đưa lên hiện tại này. Nếu mọi người đưa vào cái đường màu vàng vàng này nha, thì nó sẽ bắt vuông góc của cái đường này. Đó. Còn nếu mọi người đưa theo một cái phương lên như thế này. Đấy, thì cái đường kia, cái đường đầu tiên đó, nó sẽ sáng lên màu cam đó, mọi người có thấy không? Là nó đang bắt song song đó mọi người. Đấy, thì bây giờ mình đừng có bắt những cái điểm đặc biệt này ha, mình bắt tự do luôn xuống này, rồi đi qua đây, qua đây ha, rồi đi qua đây, đi đây đó. Hiện tại này cái đường này nó đang bắt song song với đường này này đó, hai đường này nó song song này đấy, nên là có thể là mình xóa đi để mình tí nữa mình ràng buộc lại ha, delete đi. Đấy, giờ bây giờ nó không có gì ràng buộc với gì hết, nó không có sắp xong hay là gì hết ha, chỉ có một cái đường này là thẳng đứng thôi, và cái đường này nằm ngang này thì mình ràng buộc trước luôn, chọn đường này, chọn là horizontal để đưa vào nằm ngang. Rồi bây giờ góc này là 30, nó là 30 thì mình ghi trước luôn, ghi trước là 30 luôn. À, chọn góc này là hợp vừa giữa cái cạnh này đúng không, cạnh này và cái đường này. Đấy, thì cái cạnh này thì bây giờ mình sẽ chọn cái cạnh ở đây. Đây, cái dài này, chọn hai cạnh này. Và mình đưa về cái hướng góc này ha, đưa về cái hướng góc này. Còn nếu mình đưa đây thì nó sẽ lấy góc lớn. Đấy, nhập vào đây là 30. Đó. Rồi, tiếp theo là gì? Tiếp theo là mình sẽ vẽ cái này đi. Vẽ một thiếu một cái đường centerline đây này. Từ điểm này, nó qua đây và cái đường centerline nó nằm ngang.
Đấy, thì bây giờ tôi sẽ vẽ ha. Đây. Chọn là Centerline, nó từ điểm này vào đây. Đây nha. Rồi nó đang xéo này, mọi người ràng buộc cho nó nằm ngang đã. Đây. Như thế này nha. Rồi bây giờ mình mới tiếp tục mình ghi kích thước này. Cái cạnh xéo này là 250 nha. Nó 250 và từ cái đỉnh này xuống đấy, cái cạnh này là 500. Thì đây, cạnh xéo này nhập vào là 250. Đó, khi mình ghi 250 nó bị nhảy cái hình này ha. Đó, thì có thể là một người kéo những cái hình này ra, kéo ra như thế này để cho nó phù hợp với cái tỷ lệ. Đây. Như này để cho nó phù hợp với cái tỷ lệ cái hình của mình. Đây 250 rồi, từ đỉnh này xuống cái cạnh này là 500 này. Đó. Chọn đỉnh này, chọn cạnh này, đặt vào đây 500. Đấy, như thế này nha. Rồi cái gì nữa? Rồi cái cạnh xéo này là 209 nè. Đây rồi, đây đưa ra đây là 209 nha. Đó. Rồi tiếp tục mình kéo cái đỉnh này ra cho nó xéo như thế này nha. Đấy, những cái điểm nào màu xanh á là mình có thể kéo được, còn những cái điểm màu đen rồi á thì mình không kéo được nha. Đấy thì cạnh này là 90 nè. Cạnh này theo hướng theo cái chiếu theo cái phương ngang á là 90 nha. Đấy, nhập vào đây 90 nè. Rồi còn gì nữa, từ cái đỉnh này xuống đỉnh này là 370 nha, 375. Đây, từ đỉnh này xuống cạnh này là 375, 375 enter. Đấy, còn gì nữa không? Còn một cách thức cuối cùng là 900, là cái cạnh ngang này này là 900 này. Đây mình sẽ chọn vào, nhập vào là 900. Đó là xong. Mình không cần phải ràng buộc những cái cạnh này và cạnh này song song, cạnh này và cạnh này song song ha. Đấy, thì khi mình ghi đầy đủ, trước tiên là mình ghi đầy đủ cái kích thước trước đã. Nếu mà mình ghi đầy đủ kích thước rồi mà cái hình mình nó chưa có đen lại thì chắc chắn nó bị thiếu ràng buộc, thì mình mới tiến hành mình ràng buộc ha. À, những cái nào ràng buộc chắc ăn á thì mình ràng buộc trước, là đây ví dụ như đây nằm ngang này, đây thẳng đứng này. Đấy thì bắt buộc mình phải ràng buộc trước. Rồi còn những cái vuông góc hay không á thì nó, mình chưa có xác định là chắc chắn đúng không, nên là mình không nên ràng buộc là vuông góc trước thì nó sẽ bị sai. Rồi tiếp theo bước cuối cùng là mình sẽ fillet những cái chỗ này. Đây fillet ở đây, góc này là 180 này. Đó thì mình sẽ fillet trước nha. Mình chọn fillet này, 180 180, enter. Rồi nhập vào đây, ok này. Đấy. Rồi tiếp theo đỉnh này và đỉnh này là 3 × R50. Đó thì bây giờ mình sẽ nhập vào là 50 nha, 50. Rồi mình chọn đỉnh này, 1 này, 2 này, 3 này, ok. Như thế này là đúng rồi ha, hợp lý ha. Rồi mình sẽ ví dụ một cái tại sao mình nói các bạn là ghi kích thước trước rồi mới fillet ha. Còn nếu trường hợp các bạn vừa ghi kích thước vừa fillet á thì nó sẽ như thế này này. Đây ví dụ như cái kích thước 900 này mình chưa ghi ha, mình xóa đi. Đây và cái đường này nó đang vẫn còn xanh nha. Đó, chưa đủ kích thước là nó vẫn còn xanh. Thì bây giờ mình fillet trước ba góc này thử ha. Fillet trước ba góc này thì ở đây nè, mọi người chọn fillet nha, nhập vào 30 à 50, chọn 1 rồi 2 này, 3 này, ok. Đó fillet như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ ghi kích thước 900 là gì. Đây mình sẽ vào cái hình này ha, 900 là nó từ cái góc tọa độ này qua đến cái đỉnh này này, qua đến cái đỉnh này, đó là 900. Nhưng bây giờ cái đỉnh nó nằm đâu mình đâu biết được đâu. À, khi mà mình fillet thì cái đỉnh nó đã mất rồi, nên là nếu mọi người fillet rồi mọi người ghi kích thước 900 này á thì đâu có được đâu đúng không. À, nó bị mất đây góc này, kéo ra đây không có đỉnh thì làm sao mình ghi kích thước. Đấy nên là mọi người chú ý chỗ này, bắt buộc phải ghi kích thước trước khi là fillet.
Ví dụ như gấp fillet này á, nó không ảnh hưởng, tại vì cái kích thước này là từ cái góc tọa độ này này và đây, nên là gấp fillet này nó không ảnh hưởng. Còn đối với những gấp fillet nó có ảnh hưởng á, thì bắt buộc mình phải làm theo thứ tự nha. Đây, nhập vào cái từ cái đỉnh này qua cái đỉnh này, cái số này là 900 nhập vào đó, rồi mới tiến hành fillet nha. 250 thì chọn một này, hai này, ba này. Đấy, nói chung là về nhà mọi người làm bài tập thì mọi người sẽ biết nha, mọi người sẽ biết là mình bị vướng ở chỗ nào. Có vướng á, thì mọi người nhắn tin lên trên Zalo hỏi liền à. Rồi, nãy giờ mình giảng mọi người có hiểu không? Có ổn không mọi người? Có chỗ nào bị thắc mắc không? Có thắc mắc gì thì nói nha. Đấy, còn không thắc mắc thì giờ mình sẽ vào vào tiếp tiếp theo. Anh Hạnh có hiểu không anh Hạnh? Ok, Hạnh hiểu thầy. Rồi, ok. Hạnh Hạnh không nhắn, Hạnh không nhắn tin được thầy ơi. Nhắn Rồi. tin phải cái chỗ O3 này không thầy? Nhắn tin thì anh vào cái này nè. Cái Thế nào thầy? conversation đây nè, trên màn hình của mình á, nó đang có cái nút conversation á, thì mọi người bấm vào và mọi người nhắn tin được ha. Ok thầy. À, đơn vị in đúng không? Đơn vị in á là ở đây nè. Không phải là ở Fillet thì nó mới đơn vị in đâu. Tại vì cái máy em đang đang là sử dụng cái đơn hệ in luôn á. Thì để mọi người muốn chiếu về cái hệ mm á. À, ở đây nè. Cho mũi tên này nè. Góc dưới màn hình á Chiến ơi. Đây góc dưới màn hình này nè. Nó sẽ có là MMSG này. MMGS này. Là mình đang khi mình tích vào á, thì mọi người sẽ thấy này. Nó hiện lên là Unit System. MMGS là mm gram second, thì mình đang ở cái hệ mm nha. Đấy, còn nếu mấy bạn nào á chỗ này này nó có là nó hiện là IBS này là nó đang ở hệ in, nên là em kiểm tra máy em lại thử nó đang ở hệ in đúng không, nên là nó mới những cái ô nhập cái số á, thì nó mới để đơn vị là in đúng không chứ. Em xem lại cho mấy em thử nha. Dạ ok. Rồi em chuyển về cái hệ mm nha. Ok. Anh thấy rồi. Rồi em vào đây này nha. Nếu mà em chuyển về cái hệ in hệ hệ mm ở đây này, thì nó chỉ chuyển nhất thời cái này thôi, nó chỉ chuyển nhất thời cái này thôi nha. Em để em chuyển luôn về cái hệ mm á, tại vì khi mà mình cài đặt Solid thì ban đầu mở lên á, nó sẽ hỏi mình là mình sử dụng cái hệ nào là mặc định đó, nên là vô tình em đã chọn vào cái hệ in đấy, nên là nó mặc định cái bảng Solid của em là vẽ cái gì cũng hệ in hết đó, nên là em chú ý chỗ này. Thì để mà đổi về cái mặc định của Solid về cái hệ mm luôn á, thì em vào đây chọn là Edit Document Unit nha. Đây rồi em tích vào cái hệ mm này, cái bài mm rồi em bấm là ok để cho nó lưu lại ha. Nó lưu lại đó, thì nó mới lưu lại về cái hệ mm nha. Em có thể là em làm như thế rồi em tách một cái file path á, em vào lại một cái file path mới, em vẽ thử là nó hệ gì nha. Đó, cho đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào một cái lệnh mới nữa nha. À, đi vào một cái lệnh mới nữa. Trên mặt run này, chọn sketch. Rồi, vẽ. Cái lệnh này là cái lệnh chamfer á mọi người. Giống như là fillet vậy đó. Nhưng mà bây giờ fillet là nó sẽ bao cung. Còn chamfer là nó vạc ghép nha. À, chamfer là vạc ghép. Đây. Hiện tại các hình chữ nhật như thế này. Rồi cái lệnh chamfer nó nằm ở đây này, mọi người sổ cái dấu mũi tên ở fillet xuống, đây nó sẽ có cái lệnh là sổ dấu mũi tên này ha, sổ dấu mũi tên này xuống này, có lệnh là sketch chamfer, thì chamfer ở đây là nó vạc góc nha, chamfer là vạc góc, còn fillet là bo cung đấy, thì những góc này này, những góc góc vuông này nó có thể là nó vạc góc 45 độ hay là gì đó tùy. Thì ở đây khi mà mình vào cái lệnh chamfer á thì nó sẽ có hai cái option này,
Thứ nhất là angle distance, thứ hai là distance distance. Angle distance khi mình tích vào á thì nó sẽ là cái chế độ là gấp và chiều dài. Angle là gấp, distance là chiều dài. Thì khi mình tích vào chế độ này thì ở đây nó sẽ hiện lên cho mình hai cái ô để mình nhập số vào. Đây, hai ô để nhập số vào đây nè. Chắc là mình sẽ zoom lên cho mọi người dễ thấy ha. Đây. Thì ở trên này này là angle distance, nhưng mà ở dưới này á thì nó cho phép mình nhập vào cái distance trước ha. Đây là mọi người lưu ý ở chỗ này, mọi người đừng có bị nhầm nha. À, chỗ nào angle thì mình nhập angle, chỗ nào distance là mình nhập distance. Đấy, thì hiện tại nó đang cho mình là 10 và nhân gấp 45 độ. Thì ở đây mình sẽ chọn vào một cái đỉnh này ha. À, thì mọi người sẽ thấy này, nó lấy từ cái cạnh này, từ cái đỉnh này kéo xuống đây là 10. Xong rồi nó vạt gấp cho mình là 45 độ gấp này. Đó, gấp 45 độ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi gấp 45 độ thành gấp 60 độ. 60 độ nha. Thì mình bấm vào đây. Đó. Rồi, nó sẽ lấy từ đỉnh này qua đây là 10, xong rồi nó vạt gấp 60 độ xuống đây. Đó, ở bên đây tương tự bên đây. Chọn thử ha. Rồi đây. Và nó lấy cạnh, lấy từ đỉnh này qua đây 10, gấp này là 60. Đó. Thì đến đây, mọi người sẽ thắc mắc là tại sao nó lấy cạnh này 10, góc này 60, mà nó không lấy là từ cái đỉnh này vào đây là 10, rồi nó vạt gấp xéo xuống đây. Đúng rồi. À, mọi người chắc chắn là sẽ hỏi chỗ này luôn. Đó, nên là mình sẽ giải đáp ha. Tại vì là mình chọn cái đỉnh này, nếu mình chọn đỉnh á, thì mặt đỉnh nó bắt cho mình là solid nó tự lấy cho mình luôn. Đấy, nó tự lấy cho mình. Còn nếu mình muốn cạnh nào 10, góc nào 60 thì mình phải chọn cạnh. Ví dụ như mình muốn cạnh này 10 đúng không? Góc này 60. Thì mình chọn cạnh này trước. Khi mà mình thực hiện là chamfer, mình chọn cạnh này. Rồi mình chọn cạnh này. Đấy, thì cạnh này nó mới lấy là 10 nè. Rồi góc này là 60. À, còn nếu mình không nói gì, mình chọn đỉnh thì solid nó muốn bắt gì bắt, nó tự mặc định cho mình. Đấy. Còn mình muốn theo ý á, theo ý mình á, thì mình phải chọn trước ha. Mình chọn cạnh chứ mình đừng chọn đỉnh. Nó khác với fillet. Fillet là cái cung đó mình muốn chọn gì chọn. Đó, mình muốn chọn đỉnh hoặc là mình muốn chọn cạnh thì nó không ảnh hưởng. Nhưng mà chamfer thì nó khác một xíu, tại vì nó có gấp khác này. Trong trường hợp là 10 nhân 45 độ á, là mình không cần phải chọn cạnh, mình không cần phải chọn cạnh nha. À, 10 nhân 45 độ là trường hợp đặc biệt rồi. Nên là cái cạnh này là 10, cạnh này cũng 10 luôn. Đó, nên là mình không cần phải chọn cạnh, mình chọn có thể là mình chọn đỉnh hoặc là có thể chọn cạnh luôn. À, còn đây là gấp khác nên là nó sẽ khó chỗ này. 10 này, gấp này 60 này. Đó, có thể là cạnh này 10 rồi và gấp 60 là vào đây. Đấy, đây là cái chế độ là angle distance. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái chế độ là distance ha. Đây. Thì nó sẽ cho phép mình nhập vào hai cái kích thước. Hai kích thước, ví dụ như một kích thước 10, một kích thước 20. Đây, nhập vào ha. Đó, như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ha. Đối với cái này là mình cũng phải chọn thôi. Hai kích thước khác nhau thì mình phải chọn. Chứ nếu mình không chọn thì nó sẽ bắt mặc định. Nhiều khi nó không có đúng cái ý của mình á. Đó. Đó, nên là mình bắt buộc mình phải chọn. Chọn cạnh nào đầu tiên á, là nó sẽ là 20. Đây, chọn cạnh này. Rồi đến cạnh này. Đây, nó sẽ vạt gấp cho mình là đây là 20. Xuống đây là 10. Đó, mọi người chú ý nè. Ví dụ như muốn cạnh này là 20 nè. 1 nè. 2 đây. Đó, nó sẽ vạt gấp 20 ha. Rồi, tiếp theo là cái equal distance này nè. Equal distance, equal là bằng nhau á, distance là chiều dài, là nó sẽ tích vào với cái chiều dài bằng nhau. Giống như cái trường hợp đặc biệt là chiều 10 nhân 45 độ á mọi người. Giống như 10 nhân 45 độ vậy đó. Thì này là hai cạnh này bằng nhau luôn, thì nó góc này nó cũng như là 45 độ đó. À, thì mình khi mà mình chọn cái chế độ này thì chỉ cần mình nhập một kích thước cạnh thôi thì nó sẽ lấy cái cạnh kia bằng luôn ha. Đây này, mình chọn cái đỉnh này, à, chọn cái đỉnh này, như thế này, chọn đỉnh này, đó, hoặc là mình có thể chọn cạnh này, 1 này, 2 này, đấy, vẫn như nhau ha, 1 này, 2 này, đó, không có gì khác biệt hết. Rồi, đó là cái lệnh chamfer đó. Thì về nhà mọi người làm bài tập nha. Mọi người làm những cái bài này này. Chỗ này cách chamfer này. Chamfer 200 x 20 này. À, nhưng mà hôm trước mình vẽ là không cần chamfer luôn. À,
Không phải chamfer, thì về nhà mọi người có thể là mọi người vẽ lại cái bài này đấy và thực hiện cái lệnh chamfer. Đây mọi người sẽ làm những cái bài này ha, này một này hai ba bốn năm đến những cái bài này, còn những cái bài các chữ offset đây này, offset thì hôm sau mình học ha, hôm sau mình học thì mọi người mới làm được bài này đó. Còn lại là những cái bài dưới polygon này và slot này thì mọi người có thể làm à, mọi người làm hết được rồi á. Còn chưa lại cái chưa là năm cái bài offset này thì hôm sau mình giải ha, mình sẽ học offset và mình giải cho mọi người luôn. Rồi nếu mà không thắc mắc gì thì buổi học hôm nay mình kết thúc ở đây nha. Đấy.